bất ngờ vì chiến tướng đá thần mà dân làng Ấn Độ thờ cúng. Mới đây, truyền thông Ấn Độ, đất nước thờ nhiều thần linh nhất thế giới, đã đồng loạt đưa tin về một sự việc thú vị xảy ra tại một ngôi làng ở nước này. Số là tại ngôi làng Patlia ở lưu vực sông Narmada, bang Madhya Pradesh, thì người dân có truyền thống thờ cúng những hòn đá có dạng tròn, gọi là Kagat Berab. Chúng được thờ cúng ở các rìa cánh đồng, được xem như những vị thần phù hộ cho các gia đình, bảo vệ mùa màng. Món đồ cúng mà dân làng thường dâng lên các vị thần là dừa. Tuy nhiên, trong một chuyến công tác đến làng Patlia, các nhà cổ sinh vật học Ấn Độ đã nhận thấy sự bất thường ở những hòn đá thần này và nghi rằng chúng không phải là đá thường. Họ bèn đưa những hòn đá này đi kiểm nghiệm và kết quả đã khiến mọi người ngã ngửa. Đúng là chúng không phải đá thường mà chính là những quả trứng khủng long có niên đại hàng chục triệu năm, có đường kính lên đến 18 cm và được bảo quản tương đối tốt. Tuy bất ngờ nhưng dân này cũng rất hạnh phúc khi biết những hòn đá mà họ thờ cúng là trứng khủng long cổ đại và càng cho rằng truyền thống thờ cúng của họ là vô cùng đúng đắn. Nhưng đến lúc này thì tôi lại tự hỏi, đá ở Ấn Độ cũng có thể là trứng khủng long mà tại sao Việt Nam lại chưa có hóa thạch khủng long nhỉ? Làm thế nào để chạy thoát khỏi một con T-Rex? Giả sử Jurassic Park là có thật và bạn là một khách tham quan, sự cố xảy ra như trong phim, khủng long sổng chuồng và một con khủng long bạo chú lao về phía bạn, bạn sẽ làm gì để chạy thoát? Đây là một trong những câu hỏi mà tác giả Cody Cassidy thảo luận trong cuốn sách của ông How to Survive History, tạm dịch là làm thế nào để sinh tồn trong lịch sử. Theo Cody, T-Rex trưởng thành không phải những con vật chạy quá nhanh đơn giản vì kích thước khổng lồ của chúng, nhưng với tốc độ chạy khoảng 20 km/h, nó vẫn có thể bắt kịp chúng ta. Để có cơ hội sinh tồn cao hơn thì bạn hãy cố gắng chạy theo kiểu rích rắc thay vì một đường thẳng. Với kích thước của mình thì T-Rex không thể chuyển hướng dễ dàng để đuổi theo bạn. Ngoài ra về mặt sức bền, nếu bạn không có vấn đề về thừa cân hay tim mạch thì bạn hoàn toàn có thể đánh bại T-Rex. Tuy nhiên, nếu đó là một con T-Rex tuổi teen, bạn nên vừa chạy vừa cầu nguyện bởi con tiểu bạo chúa này có thể chạy đến 53 km/h. Chỉ ít là nếu bạn chạy nhanh hơn người khác thì nó sẽ no bụng trước khi nghĩ đến việc săn đuổi bạn. Deinosuchus có từng đối đầu với T-Rex hay không? Ngay trong thời đại của khủng long thì khủng long cũng không phải là những kẻ săn mồi thống trị duy nhất. Những người họ hàng của chúng là cá sấu là một trong những đối thủ đáng gờm, và một trong những đại diện ưu tú nhất của dòng dõi cá sấu trong thời đại khủng long chính là Deinosuchus, chỉ cá sấu to lớn và hùng mạnh. Chính vì thế, nhiều người thường thích so sánh sức mạnh giữa Deinosuchus và T-Rex, nhưng trên thực tế thì chúng sống cách nhau hàng triệu năm và do đó không thể có cơ hội đối đầu với nhau trực tiếp dù địa bàn cư trú đều ở Bắc Mỹ. Mặc dù không thể bạc co với T-Rex, nhưng Deinosuchus hoàn toàn có thể chạm trán với những người họ hàng cổ xưa hơn của T-Rex, đó là các chi cùng họ bạo long như Teratophonius. Teratophonius không thể so sánh với T-Rex về kích thước, chúng chỉ dài nhất khoảng 8m và nặng tối đa khoảng 2,5 tấn. Với kích thước này thì chúng khó có thể là đối thủ của những con Deinosuchus có thể dài hơn 10m và có lực cắn lên đến 100.000 N, mạnh hơn cả T-Rex, theo một ước tính vào năm 2012. Cho đến nay thì người ta cũng đã thu thập những bằng chứng cho thấy Deinosuchus từng tấn công những con khủng long ăn thịt. Đó là những chiếc xương bạo long có để lại dấu răng của Deinosuchus. Có bao nhiêu loài khủng long bạo chúa? Hầu như ai cũng biết đến T-Rex, nhưng có lẽ không nhiều người biết đến cái tên T-Rex gồm hai thành phần. Thứ nhất, T là viết tắt của Tyrannosaurus, tức là tên chi, và thứ hai, Rex là tên loài. Trong khi nhiều chi khủng long là chi đa loài, nghĩa là gồm nhiều loài trong một chi, thì Tyrannosaurus và một số chi khác lại là chi đơn loài, nghĩa là trong chi đó chỉ có một loài duy nhất. Dù vậy thì trong nhiều năm qua, các nhà khoa học đã nỗ lực tìm kiếm sự tồn tại của một loài khủng long bạo chúa thứ hai, thậm chí thứ ba. Chẳng hạn như năm 2022 thì tác giả Gregory Espone đã đề xuất chia các mẫu vật T-Rex hiện có thành 3 loài khác nhau, gồm Tyrannosaurus Imperator, Tyrannosaurus Rex và Tyrannosaurus Regina, nhưng không được ủng hộ. Mới đây thì một nhóm các nhà cổ sinh vật học tuyên bố họ đã tìm ra loài khủng long bạo chúa thứ hai dựa trên một mẫu vật hộp sọ được tìm thấy tại bang New Mexico, Mỹ và đặt tên là Tyrannosaurus macriensis. Với đặc điểm như hàm dưới mảnh hơn, gờ trên thông mắt thấp hơn T-Rex, đồng thời có niên đại sớm hơn T-Rex 4-6 triệu năm. Dù vậy thì sự tồn tại của nó vẫn bị một số nhà cổ sinh đặt dấu hỏi và cho rằng đây chỉ là một cá thể T-Rex khác. Câu chuyện về cục phân khủng long to nhất thế giới. Có lẽ nằm mơ thì anh bạn T-Rex này cũng không ngờ được sẽ có ngày thứ mà mình thải ra lại trở thành nổi tiếng nhất thế giới. Câu chuyện khởi đầu từ George Franzen, một anh chàng người Mỹ đam mê phân hóa thạch đến nỗi anh đã thành lập một bảo tàng trực tuyến tên là Pooseum, được ghép giữa Poo có nghĩa là phân và Museum có nghĩa là bảo tàng. Vào năm 2020 thì George nghe tin người ta tìm thấy một cục phân hóa thạch cực lớn ở bang Nam Dakota, Mỹ. Không bỏ lỡ cơ hội, George đã thuyết phục người sở hữu hóa thạch để mua lại cục hóa thạch siêu đặc biệt và siêu khủng này. Những nghiên cứu sau đó cho rằng cục hóa thạch này là sản phẩm cuối quá trình tiêu hóa thức ăn của một con khủng long T-Rex, và do đó George đã quyết định lấy tên người đầu tiên tìm thấy hóa thạch T-Rex là Barnum Brown để đặt cho nó.
Do đó, cổ phần có tên là Barnum. Không lâu sau thì tổ chức kỷ lục Guinness đã chính thức công nhận Barnum là cổ phần hóa thạch của loài ăn thịt lớn nhất thế giới, dài 67,5cm, rộng 15,7cm và nặng 9,28kg. Để đảm bảo cổ phần không bị hư hại thì Jock đã bọc nó trong một lớp thạch cao để công chúng chiêm ngưỡng. Rất may là do đã hóa thạch nên nó không còn bốc mùi nữa.